Amazing Photo Tour là chương trình gồm chuỗi các hoạt động du lịch khám phá nhằm giới thiệu thông tin về các điểm du lịch nổi tiếng hoặc các điểm đến mới trên toàn thế giới tới du khách Việt Nam. Thông qua những hành trình mà Amazing Photo Tour giới thiệu, nhóm sản xuất chương trình hy vọng rằng sẽ đem đến cho khán giả truyền hình cơ hội khám phá những vùng đất mới, những nền văn hóa mới, đồng thời giúp người Việt Nam đam mê du lịch có thêm thông tin hữu ích điểm đến. Sau hành trình đầu tiên đến Việt Nam, Hàn Quốc, hành trình thứ hai của Amazing Photo Tour sẽ đưa khán giả đến với Sabah, tiểu bang lớn thứ hai của Malaysia nằm trên đảo Borneo. Nằm ở bờ đông Malaysia, Sabah có nhiều kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp với những hòn đảo quyến rũ và rừng nguyên sinh rậm rạp. Tuy vậy, trong hành trình lần này, đoàn sản xuất chương trình lại bị hấp dẫn bởi những nét văn hóa hết sức đặc biệt của cuộc sống người dân bản địa. Homestay là một loại hình du lịch xanh lý tưởng đối với các du khách yêu thích khám phá văn hóa tại các vùng đất mới. Thay vì ở khách sạn hoặc các nhà nghỉ, du khách sẽ ở ngay tại nhà của dân địa phương để có thể có một góc nhìn gần gũi và thực tế hơn với cách sống và nền văn hóa của địa phương. Trào lưu du lịch kết hợp với homestay đang ngày càng phát triển rộng rãi trên toàn thế giới, được các cộng đồng và chính phủ ủng hộ. Ở Sabah cũng vậy, homestay phát triển ở khắp nơi và được chính phủ hỗ trợ với nhiều quy định nghiêm túc. Đặc biệt, Sabah là vùng đất còn bảo tồn được nhiều khu rừng nguyên sinh nhiệt đới với nhiều động thực vật quý hiếm. Vì vậy, rất nhiều du khách đến Sabah bỏ qua các khách sạn tiện nghi để tìm đến với homestay. Theo kinh nghiệm của những người đi trước, vùng ven sông Kinabatangan, cách trung tâm thành phố Sadakan chừng 2 tiếng đi xe buýt là nơi có dịch vụ homestay ấn tượng nhất. Sau khi xuống xe buýt, du khách còn phải đi thuyền nhỏ qua sông mới đến được khu nghỉ. Vì là thuyền nhỏ, nước chảy xiết nên mọi du khách đều được nhắc nhở là tránh mang hành lý cồng kềnh, chỉ mang những vật dụng thiết yếu nhất. Khu nghỉ mà chúng tôi đặt phòng từ trước là một trong những khu homestay đầu tiên được dựng lên ở vùng này. Thật may mắn là ông Jeffrey Zillman, người quản lý khu nhà có tính tình thân thiện và nhiệt tình đúng như mong đợi của chúng tôi. Có lẽ không một hướng dẫn viên chuyên nghiệp nào có thể cung cấp cho chúng tôi những thông tin tuyệt vời hơn ông. Ông có phải là người ở địa phương này không? Tôi không phải là người địa phương ở đây. Tôi là người của bộ lạc Dusun. Đây là lần đầu tiên bạn ở Sabah phải không? Bạn có thể thấy ở đây là dòng sông Kinabatangan, dòng sông dài 560 km. Bắt nguồn từ miền trung Sabah và chảy lên biển Sulu tới Sandakan. Nó là nguồn cung cấp nước cho người dân ở Sandakan. Khi chúng tôi bắt tay vào gây dựng dịch vụ homestay ở đây, phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục người dân địa phương, bởi vì có những mâu thuẫn giữa người dân với các công ty lớn muốn khai thác vùng đất này. Chúng tôi phải thuyết phục chính phủ cho bảo tồn các vùng hoang dã, rộng khoảng 26.000 hecta. Có nhiều tổ chức phi chính phủ từ các nước khác tham gia nghiên cứu và bảo tồn vùng đất này. Và giờ đây, chúng tôi cũng có một trung tâm nghiên cứu ở trên vùng thượng nguồn. Ông vừa nói đến việc bảo tồn các vùng hoang dã, ở đây có gì đặc biệt? Đây là vùng đất của các loài linh trưởng như loài khỉ, vượn organ. Chúng tôi có loài khỉ mũi dài, con đực có những chiếc mũi lớn, bụng to hơn con cái. Mỗi gia đình khỉ chỉ có một con khỉ đực, còn lại là khỉ cái và các con nhỏ. Sau vài năm, con đực sẽ rời khỏi bầy của mình và gia nhập vào bầy khỉ khác. Còn dòng sông này là nhà ở của cá sấu, các loài bò sát, rắn hay ếch. Tôi nghe nói là ở đây, nếu may mắn thì có thể nhìn thấy voi pygmy, đúng vậy không? Đúng vậy, vùng rừng này là môi trường sống của một loài voi nhỏ, voi pygmy. Nó cao khoảng 9 phút, trong khi loài voi thường cao 12 phút. Voi pygmy có những đặc điểm rất dễ nhận biết như ngà nhỏ, tai nhỏ. Chúng thường di chuyển theo đàn. Chúng tôi không rõ loài voi xuất hiện trên đảo Borneo như thế nào, nhưng xưa kia, một số bộ tộc dùng voi Ấn Độ làm phương tiện đi lại. Khi ngành công nghiệp trên đảo phát triển, có thêm những chú voi Burma được mang tới đây. Có thông tin cho rằng DNA của loài voi nơi đây có thể xuất hiện cách đây 300 năm. Suốt một thế kỷ qua, chúng tôi ghi nhận được ở khu vực này có khoảng 200 đến 250 chú voi pygmy sinh sống.
những đàn voi ở đây từng có xung đột với con người bởi vì chúng thường ăn rau quả, hoa màu do người dân nơi đây trồng trọt. Rất nhiều biện pháp ngăn chặn như đốt lửa, tạo tiếng động hay đào những đường kênh sâu để loài voi không thể băng qua. Nhưng những chú voi ở đây biết bơi, thậm chí là băng qua dòng sông này. Hy vọng là tôi sẽ có may mắn được nhìn thấy voi pygmy trong thời gian ở lại đây. Còn bây giờ, tôi có thể đi thăm khu nhà này được không? Xin mời cô. Khu vực này bắt đầu đưa vào hoạt động du lịch từ năm 1995. Đó cũng là năm Sabat bắt đầu phát triển du lịch. Vào năm 2004, chúng tôi xây dựng khu nhà nghỉ này. Toàn bộ vật liệu để dựng lên những ngôi nhà này đều là gỗ lim, một loại gỗ quý vì nó rất cứng. Chúng tôi gọi tên khu nhà này là Bukit Malapi, theo tiếng Malaysia có nghĩa là vùng đồi. Cái tên này xuất phát từ lịch sử của vùng đất ven sông Kinabatangan. Trước kia, những người Anh tới định cư ở đây và chính họ là những người đặt tên cho nhiều loài cây trong vùng. Cái tên Malapi cũng do người Anh đặt cho một loài cây lớn được tìm thấy trong khu vực này và bị đốn hạ rất nhiều trong thời gian trước. Các thương lái Trung Quốc cũng từng tới đây và đặt tên cho một loài cây rất cao ở đây cái tên là Sukou. Vùng rừng chạy dọc hai bờ sông Kinabatangan còn tự hào là môi trường sống của loài khỉ Proboscis. Vì vậy, tên đầy đủ của khu nghỉ này là Proboscis Loader Bukit Malapi. Dọc theo khúc sông này có 10 khu nghỉ tương tự như khu nhà của chúng tôi. Điểm đặc biệt ở đây là chính phủ tập trung phát triển vào dịch vụ du lịch homestay. Chúng tôi cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, thức ăn và các hoạt động khác như đi bộ đường dài, nhưng phải có sự cho phép của phòng đời sống hoang dã. Trong những khu vực này, chúng tôi cũng trồng nhiều cây hoa để thu hút các loài côn trùng và các loài chim. Có khoảng hơn 200 loài chim được ghi lại trong cuốn sách này. Bạn có thể thấy nhiều loài chim đang tới. Nhiều loài côn trùng như những chú bướm sặc sỡ mà các du khách rất thích xem. Ở đây cũng có các loài chim như chim mỏ sừng. Loài khỉ cũng ngủ đêm ở đây và rời khỏi các ngọn cây từ sáng sớm. Mặc dù mới được xây dựng từ năm 2004, nhưng vì điều kiện thời tiết trong rừng có lúc mưa, lúc gió, nên các chất liệu xây dựng trở nên cũ kỹ rất nhanh. Chúng ta có thể tới xem từng phòng. Đây là những căn nhà gỗ quay mặt ra sông, có khoảng 7 cái như thế. Căn đầu tiên trong 3 căn này là phòng đôi, thường dành để đón những khách đặc biệt. Đây là căn phòng đôi rất đơn giản, ở đây có điều hòa nhiệt độ, quạt và cả bình đun nước. Căn phòng có hành lang riêng. Những vị khách ở lại đây 2 ngày có thể tận hưởng khu vực này, ngắm dòng sông. Chúng tôi trồng rất nhiều loại cây ăn quả ở quanh đây, đôi khi có những chú chim nhỏ nhảy nhót trên cành và hót. Loài khỉ chỉ tới đây khi cây đầy quả. Những cây trồng ở đây khiến hành lang rất mát, ngồi nghỉ ngơi hay đọc một cuốn sách. Từ đây, nếu may mắn du khách có thể nhìn thấy những chú voi pygmy ra bờ sông uống nước. Du khách đến đây sẽ phải chi trả chi phí như thế nào? Giá dịch vụ được tính theo từng người. Khoảng 700 ringgit mỗi người cho một ngày một đêm ở lại và xe buýt đưa từ Sandakan đến đây. Ở đây nhiều mưa, dù ngày hay đêm thì cũng có thể mưa bất chợt. Vì vậy chúng tôi cung cấp dịch vụ du thuyền trên sông tùy theo lựa chọn của du khách và điều kiện thời tiết. Những vị khách thích tự chèo thuyền cũng có thể thuê thuyền, chi phí thuê trả theo giờ. Tùy theo từng nhóm khách mà chúng tôi có những hoạt động khác như lớp dạy nấu ăn, biểu diễn âm nhạc truyền thống, vân vân. Vậy những khách tự đến, không yêu cầu đưa đón từ Sandakan đến đây thì chi phí sẽ phải trả như thế nào? Khách tự tới đây chỉ phải trả 340 ringgit cho một ngày và đêm ở lại. Và mỗi người trả 10 ringgit cho phí vào khu bảo tồn. Chúng tôi cũng có phòng dành cho các gia đình và có thể kê thêm một giường trong phòng. Kích cỡ phòng này bằng phòng đôi, nhưng nó có 2 giường. Đây cũng là phòng hướng sông. Đôi khi bầy chim sẻ tới đây rất ầm ĩ. Trước đây, loài khỉ từng tới đây và chúng tôi chăm sóc cho chúng. Nhưng giờ thì rất hiếm khi chúng tới. Nguồn điện của khu nghỉ xuất phát từ đâu? Chúng tôi chạy máy phát điện. Bạn có thể nghe thấy tiếng máy phát điện đang hoạt động. Chúng tôi sử dụng 3 máy phát. Khi chỉ 5 phòng có khách, chúng tôi dùng máy phát nhỏ. Khi có 10 phòng có khách, chúng tôi hoạt động máy thứ 2. Khi các phòng đều kín khách thì chúng tôi dùng cái lớn nhất. Chúng tôi cần thời gian để bảo tồn năng lượng và giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng đến rừng
nên mỗi ngày chúng tôi ngừng hoạt động máy trong 2 giờ vào buổi sáng và 2 giờ vào buổi chiều. Bởi vì vào những giờ đó, mọi người thường đi du thuyền trên sông để tìm kiếm các loài động vật hoang dã. Đây là một loại quả rất đẹp, có thể dễ dàng tìm thấy trong vùng này. Người ăn quả này sẽ bị ngộ độc. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, khi những người lính Nhật tới ngôi làng này, mặc dù được báo trước là quả độc, nhưng họ vẫn muốn thử. Họ nấu quả này với dưa chuột và kết quả là 20 lính Nhật thiệt mạng vì ngộ độc. Tất cả những thông tin này đều được ghi lại trong cuốn sách về Kinabalu. Xin hỏi quả độc như vậy thì ông lấy xuống làm gì? Nó rất đặc biệt, phía trong quả rất đẹp. Người không ăn được quả này, nhưng khi quả chín, chim sẻ sẽ ăn được phần lõi bên trong, bỏ qua phần vỏ bên ngoài. Người Dusun, bộ tộc lớn nhất ở Sabat gọi nó là Limbada, còn người dân địa phương dọc bờ sông gọi nó là Burut Burut. Xưa kia, người dân địa phương đã sử dụng loại nhựa của loại trái này để săn bắn. Họ dùng nhựa của nó bôi lên các mũi tên. Ông có thể minh họa được không? Đây là ví dụ về mũi tên sử dụng để săn bắn. Họ sẽ thấm mũi tên với nhựa quả này. Ai muốn thử nào? Đây là loại vũ khí săn bắn của dân địa phương. Nó được làm bằng thiết mộc, phía trong khoét rỗng. Khi nhìn thấy đàn khỉ trên cây, họ dùng loại vũ khí này, chĩa thẳng vào mục tiêu và thổi. Nhưng giờ tôi không thổi được vì nó đang bị khóa. Họ làm như thế này và không tạo ra tiếng động. Nó rất hữu hiệu. Các loài động vật bị bắn gần như chết, hoặc họ có thể phóng tiêu và khiến con vật chết ngay lập tức. Sau khi tìm hiểu về phương thức săn bắn độc đáo của người bản xứ, chúng tôi còn được mời học cách tết đồ chơi bằng lá dừa. Thật đơn giản và thú vị, một buổi sáng trở nên quá ngắn ngủi bởi còn quá nhiều điều chúng tôi muốn khám phá. Nhưng tất cả những trải nghiệm kể trên đều không thể so sánh với 2 tiếng đồng hồ ngồi trên thuyền đi dọc sông Kinabatangan để tìm kiếm các loài động vật hoang dã sống trong vùng này. Không gặp nhiều loài chim lạ như trở mon, không thấy con cá sấu nào lười biếng nằm ven sông, cũng chẳng gặp đàn voi pygmy nào ra sông uống nước, chỉ có nhiều nhất là những đàn khỉ mũi dài nghịch ngợm, chí chóe nhau trên cây. Tuy nhiên, chỉ riêng cơ hội được quan sát, tìm hiểu khá kỹ lưỡng hình dáng, cách sinh hoạt, quan hệ bầy đàn và môi trường sống của loài khỉ mũi dài quý hiếm này cũng đã là một may mắn lớn cho những du khách ưa khám phá. Bên cạnh đó là cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tĩnh lặng dưới ánh chiều tà đẹp đến nỗi không ai dám gây tiếng động lớn bởi sợ đó chỉ là một giấc mơ dễ dàng tan biến. Vâng, chỉ một ngày một đêm ở lại, nhưng quả thật, nói về homestay, liệu có nơi nào vượt qua Kinabatangan?